Hello anh em, đã rất lâu rồi em lại quay trở lại và làm cái video để giới thiệu với anh em về ít hàng mà em đang kinh doanh trên thị trường anh em nhé. Nhưng mà hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh em, em sẽ đã ráp lên nguyên một cây PCP Condo tầm trung để muốn giới thiệu cho anh em đam mê ba miền. Đấy. Thì anh em như trên hình anh em cũng có thể nhìn thấy là một cái cây condo em đã hoàn chỉnh rồi, chỉ còn mỗi cái giảm âm này em chưa lắp vào kia thôi, bởi vì nó dài quá, em lắp bây giờ nó thì anh em sẽ không được xem toàn diện của nó như thế nào anh em nhé. Thì trước khi đi sâu vào sản phẩm, anh em cho phép em được giới thiệu qua về cái cách thức giao dịch bên em. Cách thức giao dịch bên em vẫn là luôn luôn ship COD toàn quốc anh em nhé, ship COD có duy nhất số điện thoại này thôi, có cả Zalo, anh em nào thích nhắn tin qua Zalo thì nhắn, nhưng mà em khuyến khích anh em lên gọi điện trực tiếp để cho cái việc mua bán hay là mua cái việc tư vấn cho nó được gọi là trọn vẹn, và hai nữa là nó được thành công hơn hơn anh em nhé. Thôi không nói nhiều nữa, em đi sâu vào sản phẩm luôn. À và khi anh em mua hàng bên em nhé, anh em lưu ý này, đối với van bình kính giảm là anh em không cần cọc, những cái phụ kiện đi lẻ không kể cọc. Nhưng mà như này, cái khung và cái lòng anh em nhé, khung và lòng anh em lên lưu ý là cọc cho em từ 50 đến 100 nghìn tùy theo cái giá trị sản phẩm anh em nhé. Đấy thì thôi bây giờ em sẽ đi chi tiết về những cái linh kiện hoặc cái những cái phụ kiện để lắp thành một cái khẩu condo PCP như này anh em nhé. Thì em nói luôn, cái khẩu này là em đang bán với giá là 450 nghìn anh em nhé, 450 nghìn anh em chọn mua chọn được cả một cây này, bán từ 75m đến 80m ăn lắp C2 anh em nhé. 75m, 80m là anh em biết rồi đấy, nó không ngắn đâu anh em ạ, mà nó cũng chả phải là xa. 75m, 80m là khá là rất là ok, rất là ok anh em nhé. So với những cái dòng FX hay là những cái dòng súng hiện nay thì nói chung là tầm 70m, 80m là rất ok anh em ạ. Đấy là chỉ là bao chuẩn nha anh em thôi nhá, 70-80m là bao chuẩn nhá, còn độ sát thương của nó hơn 100m anh em có thể căn chỉnh tùy anh em nào mà căn chỉnh giỏi thì có thể bán xa hơn, còn anh em nào mà mới chơi thì không tránh xa, không tránh khỏi được cái việc mà có thể bán thấp hơn những cái người mà người ta biết chơi hay là người ta có kinh nghiệm rồi. Thì thôi đây em sẽ nói hay là em sẽ báo giá từng chi tiết đây. Em mới đầu thì em sẽ báo giá cho anh em cái bộ phận bình hơi anh em nhé. Bình van bên em đang bán với giá là 1.350.000. Thì cái van em đang sử dụng đây là cái van Cricket bản đen hộp mở, bản dài anh em nhé, bản đen dài hộp mở với giá 900.000. Anh em có thể mua một cái van full box anh em nhé. Đấy, van là van mới hết, trong áp đều có áp hết, trong van là đều có áp hết rồi, áp bình áp sản em có để sẵn rồi, để anh em về chỉ việc xem, nếu mà bị xì là van hỏng, nếu mà không có áp là van hỏng anh em nhé, có áp là van xịn, còn là van xịn là còn van zin anh em ạ, bởi vì nó chưa bị xì cả, khi mua về anh em đã có hơi trong đấy rồi thì nó chưa bị xì, còn khi anh em mua về mà gặp cái van mà nó không có áp hay là không có cái gì cả trong đấy thì anh em cứ lưu ý xem nào, nếu mà không có app thì là em nghĩ là cái van đấy xỉ anh em nhé. Van 900.000, cái bình là 450.000 thì cộng vào là 1.300.000, anh em cộng cho em với cái giảm âm, giảm âm bên em đang bán với giá là 450.000 anh em nhé, 450.000 giảm âm 6 vách 3 khúc tiến lùi đấy, 6 vách 3 khúc tiến lùi đấy, 450.000 anh em nhé. Anh em có thể tháo ra này, vặn này, tháo ra này. Đấy, ok chưa? Ok chưa? 450.000 anh em cộng vào là rơi vào là 3 triệu, à quên, là 1.800.000 anh em nhé. Anh em cộng cho em với cái bộ combo, combo là combo khung, cò, ruột, tay cầm. Combo thì nó gồm những cái gì? Combo là nó từ nhiều món trở lên anh em, có nghĩa là nhiều món anh em ạ. Thì combo ở đây thì nó gồm 4 món anh em ạ. Khung là cò, ruột, tay cầm. Ruột thì là ruột 2019 bọc đồng từ trong ra ngoài, bọc đồng hết anh em nhé. Đấy, bọc đồng hết, chỉ có mỗi cái tăng chỉnh búa là bằng nhựa hay bằng nhôm đấy.
Combo tay nhựa thì em đang bán với giá là 2 triệu mốt anh em ạ. Còn với cái tay gỗ tay gỗ là 2 triệu mốt, em xin lỗi nhé. Tay nhựa thì là 2 triệu. Đấy, anh em bỏ ra 100 là anh em có thể sở hữu cho anh em mình một cái tay gỗ vân khá là ok, rất chi là ok. Đấy. 2 triệu mốt. Đấy, 1 triệu 8 2 triệu mốt là 3 triệu 9 rồi đúng không? 3 triệu 9 anh em cộng cho em thêm cái lòng. Cái lòng là lòng lô tha anh em nhé. Lòng ai thơ lô tha. À, lô tha ai thơ. Quyền cứ bị đọc ngược anh em ạ. Líu ấy này. Là 1 triệu 8. Lòng lô tha ai thơ là 1 triệu 8. Thì anh em cộng vào gọi là 3 triệu 9. 3 triệu 9 cộng 1 triệu 8 là 5 triệu 7 rồi. 5 triệu 7 anh em cộng cho em với cái kính nữa. Kính là kính BSA tầm khá anh em nhé. Tầm khá thôi chứ không phải là tầm cao đâu. Tầm khá là 750. Đấy, 750 là kính BSA. Có chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Các kiểu con đà điểu luôn. Đấy. Với cái giá 750 thôi, anh em có thể sở hữu cho mình một cái kính BSA chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Rất là ok. Đấy. Em sẽ đây, lên đạn cho anh em xem. Lên đạn, chả phải lên đạn, có đạn đâu mà lên. Lên cò cho anh em xem cái độ bám cò của nó. Đấy. Rất là ok. 7 triệu. Thế là rơi vào cộng cái kính là 750, rơi cả khẩu vào là 6 triệu 450 nghìn như cái đầu video em đã báo ấy. 4 triệu, à 6 triệu 450 nghìn thôi. Là anh em có thể lắp hoàn chỉnh một cây tầm trung bắn 75 đến 80 mét. Cũng khá. Rất là ok anh em ạ. Thì đấy, những cái gì hay là những cái giá hay là những cái bộ phận linh kiện như nào cần báo giá như nào, em đã báo giá trên cái video vừa rồi, trên cái video này rồi, anh em có thể tham khảo đấy, tham khảo shop này shop nọ, đến cái shop em cũng chưa phải là muộn anh em ạ. Đấy. Thôi thì em cũng xin được kết thúc cái video ở đây. Mong anh em đang xem video ủng hộ cho shop bằng một cái like video hoặc là một cái đăng ký kênh để càng ngày shop càng phát triển, để mang lại những cái sản phẩm tốt hay là những cái sản phẩm giá hợp túi tiền với anh em, những sản phẩm độc và lạ để gửi tới những anh em đam mê PCB ba miền, để không phụ lòng mong mỏi của anh em đấy anh em nhé. Chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Chào anh em.